dạ mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hệ thống xe máy Thanh Dương Phát, vẫn là Lành đây. Hôm nay Lành sẽ ra những mẫu 50 hiện tại đang có tại cửa hàng Lành trong tháng 8 này cho các bạn học sinh sinh viên trong đầu tháng 9 này các bạn nhập học nha. Hiện tại bên cạnh mình đây là mẫu Sigut 50 nha các bạn. Nhìn mẫu mã và màu sắc của nó, ngoài hình của nó luôn, không khác gì một con 110 hết nha các bạn. Vẫn được trang bị bánh mâm nha, mâm đĩa nha các bạn. Mẫu này thì nó đa dạng màu sắc nha. Các bạn yêu thích màu nào cứ nhắn cho Lành bên dưới, Lành hỗ trợ cũng như là gửi hình ảnh cho các bạn tham khảo thử ha. Mẫu này các bạn không cần bằng lái, 50cc, học sinh từ lớp 10 biết chạy xe là ok rồi nha các bạn. Mẫu này thì đang có mức giá là 14 triệu ha. Giá bao gồm thuế VAT, các bạn ra biển số đâu cứ bình luận bên dưới, Lành hỗ trợ ra biển số cho các bạn ha. Biển số ví dụ như các bạn ra huyện thì tầm khoảng vài trăm ngàn thôi nha các bạn. Mua góp thì không cần trả trước ha. Hiện tại nếu như mà các bạn có một căn cước công dân tới cửa hàng, Lành hỗ trợ lên hồ sơ, không cần trả trước không nha các bạn. Sẽ lượt qua con xe đi, nó thì không có khác gì cái con 110 hết nha các bạn. Một xíu đi, mình quay cho các bạn tham khảo luôn con 110 nha các bạn nha. Mẫu này thì nó là được trang bị bánh mâm hoàn toàn hết nha các bạn. Ngoài mẫu này ra mình có nhiều mẫu xe cho các bạn tham khảo thử nha. Mình giới thiệu sơ lược qua con này đi ha. Đây nè, về cục máy bánh phuộc đi nè, nó giống y chang như con 110 nha các bạn. Mẫu này thì giá chỉ từ 14 triệu bao gồm thuế VAT, biển số huyện thì các bạn cũng vài trăm ngàn thôi ha. Ngoài ra bên mình có mẫu cúp nha các bạn. Đây là màu 3D nha, mình có lên cho một bạn yêu thích, một bạn nữ á. Các bạn năm nay học lớp 11 nha, yêu cầu mình sơn cái con này lên và cuối tuần này ra lấy nha các bạn. Mẫu này thì nếu như mà các bạn lên cái màu hồng này thì mình cộng giúp cho Lành thêm 2 triệu nữa ha. Màu lên màu sơn xe cho các bạn theo yêu cầu của ba các bạn nè. Xe này được thiết kế hai yên nha, một yên cho người lái, một yên sau cho người ngồi. Các bạn có thể lắp đặt thêm một cái yên như thế này nè, cái yên giống như ở trước này cũng được nè ha các bạn. Bình xăng thì được trang bị ở phía trong nha, xăng này cũng khá là rộng rãi ha. Xe này thì nó được trang bị là mặt đồng hồ cơ nha các bạn. Nó hiển thị cho các bạn kim đồng hồ nè, xăng hoặc là no ha. Và được trang bị khóa chìa, được hai cái cục xi nhánh đây khá là dễ thương luôn ha. Bóng đèn thì chiếu cái ánh sáng màu vàng nha các bạn. Nếu như mà các bạn nào thích á, mình gắn thêm một cái gỗ ở đây nè, nhìn nó rất là đáng yêu luôn ha. Đây, bên cạnh mình đây, mình có hai mẫu Vespa. Đây là mẫu của hãng Ditec, đây là hãng Victoria nha các bạn. Mẫu này 23 triệu, mẫu này 25 triệu ha. Giá bao gồm thuế VAT hết rồi nha các bạn. Xe này thì dành cho các bạn học sinh sinh viên, kiểu như các bạn nữ trẻ trung hơn xíu á, thì các bạn lấy cái mẫu này đi mặc đi học á, thường các bạn sẽ mặc áo dài hoặc là mặc váy gì đó thì khá là ok với mẫu này luôn ha. Mẫu này cũng thiết kế cho hai người ngồi cho các bạn, yên khá là rộng rãi luôn ha. Chỗ để chân cũng rộng rãi thế nè. Và đặc biệt hơn á, xe nó được trang bị một cái cốp ở chỗ trước này nè. Không được. Mẫu này hả ta? Đây, nó rất là ok luôn, mình rất là yêu thích cái chỗ này luôn á các bạn. Để được hai học để đồ bên đây luôn nè. Mình tha hồ đựng những vật dụng cá nhân của mình luôn ha. Cốp đây nè, cốp thì khá là rộng rãi luôn ha. Các bạn đi học mà ví dụ như có máy tính mini hoặc là mấy cái iPad nữa, mình có thể bỏ trong đây đi đường nó khá là an toàn luôn ha. Mẫu này thì các bạn mua góp chỉ cần đưa trước cho Lành 500 tới 1 triệu thôi, Lành hỗ trợ lên hồ sơ cho các bạn rồi nha. Biển số huyện rất là rẻ luôn, chỉ vài trăm ngàn thôi các bạn, là mình đã có con xe này rồi ha. Nhưng mà các bạn ở thành phố thì hơi cao một xíu, 1 triệu trở lên ha. Hiện tại thì bên mình có hỗ trợ trả góp không lãi suất qua thẻ tín dụng nha các bạn. Các bạn nào có dùng thẻ tín dụng cứ alo hoặc là nhắn vào Zalo của Lành bên dưới màn hình á, Lành hỗ trợ tư vấn cho các bạn các gói thủ tục cũng như ha. Bên mình có hỗ trợ chuyển khoản nè, quẹt thẻ nha các bạn. Các bạn đi xa tới tốt nhất là đừng để tiền nhiều trong người ha, mình để trong tài khoản hoặc là thẻ gì đó là mình tới cửa hàng bên mình có hỗ trợ cho các bạn hết nha. Và địa chỉ cửa hàng của Lành đang có mặt ở số 359 của phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Các bạn nào gần ở khu vực của mình cứ nhắc vào Zalo của mình bên dưới hoặc là số điện thoại của Lành, Lành chỉ đường cho tới các bạn tới cửa hàng ha. Hiện tại các bạn mua những mẫu xe 50 á, mình có hỗ trợ tặng cho các bạn một cái voucher 1 triệu ha. Như là các bạn muốn trang trí trên xe gì đó thì các bạn cứ lấy cái voucher đó các bạn làm kiểu như là thời trang cho con xe ha. Combo quà tặng 2 triệu đồng, phí xăng xe đi lại 500 ngàn cho các bạn ha, 500 ngàn trở lên ha. Và nhớ nha, thủ tục mua góp rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân là các bạn có thể lên hồ sơ được rồi ha. Trên 18 tuổi là ok, tới cửa hàng mình lấy con xe yêu thích của mình về ha các bạn. Và cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video của Lành ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn cần tư vấn hoặc là yêu thích dòng xe nào cứ bình luận bên dưới hoặc là nhắc vào Zalo của Lành nha. Cảm ơn các bạn.